xin chào tất cả các bạn học sinh lớp 5 trường tiểu học Lâm Văn Đình. Cô rất vui khi tiết học ngày hôm nay cô được gặp lại tất cả các bạn và đồng hành cùng tất cả các bạn trong tiết học này. Tiết học ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau ôn tập hai bài hát Những Bông Hoa, Những Bài Ca và bài hát Ước Mơ. Và chúng ta sẽ sử dụng hai bộ phận cơ thể đó là cổ tay và giẫm chân để chúng ta điệu hát cho bài hát này. Bây giờ các bạn đã sẵn sàng chưa nào? Chúng ta bắt đầu tiết học nhé. Bây giờ cô trò chúng ta sẽ ôn tập bài hát Những Bông Hoa, Những Bài Ca. Các con nghe nhạc và hát lại cho cô một lần nhé. Bây giờ cô trò chúng ta sẽ cùng nhau luyện tập gõ đệm cho bài hát này. Các bạn hãy quan sát vào màn hình cho cô nào. Chúng ta sẽ sử dụng hai bộ gõ cơ thể đó là vỗ tay và giẫm chân. Các con hãy nhìn vào câu hát đầu tiên. Cùng nhau cầm tay đi đến thăm các thầy các cô. Thì chữ cùng đầu tiên cô sẽ sử dụng bộ gõ vỗ tay. Chữ nhau cô sẽ giẫm chân trái phải trước và cô giẫm chân trái sau. Chữ cầm cô vỗ tay và chữ tay cô lại sử dụng bộ gõ cơ thể đó là giẫm chân. Cô vẫn sử dụng là giẫm chân phải sau đến giẫm chân trái. Và cứ thế chúng ta sẽ thực hành cho hết bài nhé. Các con sẽ lắng nghe nhạc và sử dụng hai bộ gõ cơ thể trên để điểm hát cho cô nào. Mời các bạn hát cho cô nào. Khi chúng ta xem clip giảng dạy của cô, chỗ nào mà chúng ta cảm thấy là chúng ta thực hành chưa tốt thì các con hãy dừng clip lại để chúng ta nghe lại đoạn dạng bài giảng của cô nhé. Và chúng ta thực hành lại, khi nào thật thành thạo thì chúng ta hãy ghép nhạc các bạn nhé. Bây giờ cô mời các bạn đến với nội dung thứ hai, đó là chúng ta sẽ ôn tập bài hát Ước Mơ. Bây giờ cô mời tất cả các bạn nghe nhạc và hát ôn lại bài hát Ước Mơ cho cô nào. Ước mơ
trò chúng ta sẽ cùng nhau luyện tập gõ điện bài hát ước mơ nhé. Chúng ta hãy quan sát vào màn hình những chỗ nào cô đánh dấu là vỗ tay hay là dẫm chân thì các con quan sát thật kỹ. Ví dụ như những chỗ là nốt trắng này nhé, thì chúng ta sẽ sử dụng là dẫm chân phải, xong dẫm chân trái. Thì hai phách thì tương ứng mỗi phách như vậy sẽ là một cái dẫm chân. Và các bạn quan sát từ đầu câu hát cho cô này. Chúng ta chữ gió chúng ta sẽ sử dụng bộ gõ là vỗ tay. Chữ vờn chúng ta sẽ dẫm chân phải cho cô. Chữ cánh chúng ta dẫm chân trái. Chữ hoa chúng ta vỗ tay. Chữ bay chúng ta dẫm chân phải. Chữ dưới chúng ta dẫm chân trái. Và đặc biệt lưu ý cho cô chữ dưới và chữ sinh. Chữ dưới và chữ sinh thì các con nhớ lưu ý cho cô là hát ở đây là hai nốt luyến nên hát chính xác về cao độ luyến nhé. Bây giờ lắng nghe nhạc và hát cho cô nào. Thực hành kết hợp gõ điện bộ gõ cơ thể. Cơ thể là một cái hình thức gõ đệm mới nên là nó sẽ hơi khó với các con. Chính vì vậy là các con hãy cố gắng là tập luyện từng câu và chúng ta sẽ ráp từng đoạn lại. Sau khi đó khi mà thực hành thành thạo rồi thì các con hãy nghe đến phần là mở like nhạc lên và thực hành theo nhạc nhé. Và nhớ hát thuộc lời bài hát cho cô. Khi mà đã thuộc lời rồi thì các con chắc chắn rằng sẽ thực hành gõ điện rất là thành thạo. Và cô chúc các con có một tiết học thật là vui, thật là bổ ích. Và hẹn gặp lại tất cả các con ở tiết học sau. Chúng ta nhớ trình bày hai bài hát này cho cô. Kết hợp là gõ điện bộ bằng bộ gõ cơ thể, vỗ tay và dẫm chân. Nhớ hát cho ba mẹ mình cùng nghe. Quay clip gửi cho cô nhé.